quán nhậu cá tông phân biệt đối xử khách hàng, chỉ tiếp khách có tiền không tiếp khách bình dân. Ai đặt cái tiêu đề nghe nó thô tục ghê. Đây, quán nhậu cá tông cấu kết với giang hồ trở thành điểm đen của tội phạm đó. Ít ra phải đầu tư cái tiêu đề dày đọc vô nghe nó drama hả. Mới mấy ngày hôm qua thôi mà cái quán thành cái chợ drama rồi. Sau đây chúng ta cùng theo dõi những drama đó là gì nhé. Sao ba thở dài vậy ba? Con có thấy là bữa giờ quán mình nó trộm vía không? Trộm vía là quán ế hả ba? Quên! Đuôi ông tà áo. Được rồi, con quên mà. Cái từ khóa nó nói là không có nhắc được nhắc. Chị biết rồi. Nhưng mà đúng là con thấy quán dạo này trộm vía thiệt á. Không có ma nào vô luôn. Lẽ ra quán mình sắp dọn đi rồi thì khách người ta phải thương, người ta tới ủng hộ nhiều mới đúng. Thì vẫn que à. Có khi nào là do mình dọn vô đây không ba? Cũng có thể. Ê mà sao ba thấy dạo này nhà mình xui xui sao nha? Sao nữa? Cái mặt bằng ở bên kia thì có vấn đề. Mặt bằng bên đây thì tự nhiên ông chủ rồi đó, giờ đúng dễ thương luôn. Giờ tự nhiên ông lấy lại ngàn xương nói sửa chữa. Nghi là có vấn đề lắm nha. Ê, là do đốt phong long. Gì vậy ba? Tự nhiên đốt phong long nữa ba? Mê tín gì đoan quá à. Lấy cho ba cái hộp quẹt đi, ba đốt phong long đi. Nhà mình ơi, nhà bác cá ơi. Ủa, trời hả? Ơi. Trời ơi, đi đâu bữa giờ mới ghé qua thăm tôi vậy ông? Ủa, con chào chú à? Ừ, chào con. À, dọn cái quán vô đây, nó xinh đẹp vậy mà. Không ngoài kia chị đâu đúng không? Nhưng mà khách người ta không biết đường người ta vô. Từ người ta biết, bữa giờ là cũng không ghé tại vì bận. Đó, thu xếp cái công tác chỗ mới. Bên anh sao rồi? Báo cho anh tin buồn. Tôi gặp chụp chặt từ lứa đó. Cái mặt bằng mới bên kia thì không có thuê được. Cái mặt bằng bên đây á thì anh thấy đó, tự nhiên cái ông chủ không lấy lại không sửa chữa. Trời. Giờ tôi khó đủ đường không biết sao anh ơi. Trời sao kiếm tự nhiên gì em gần đi giờ trục trặc là sao trời? Tôi cũng sắp xong rồi đó anh, dẫn qua anh. Mà bị gì? Sao trục trặc? Bây giờ khó tiền bạc đúng không? Thiệt hả ba? Thì cũng có nhưng mà cái đó không phải cái vấn đề chính. Cái vấn đề chính là ôi cái vấn đề chính gì nói là biết rồi, thiếu vốn nói thiếu vốn. Không, tôi phụ một tay rồi chuyển đi cho nó nhanh chứ mình dứt điểm mình gọn gàng đi chứ hả? Trước giờ anh giúp tôi nhiều rồi, giờ giúp cái gì nữa anh? Thì biết giúp nhiều rồi giúp thêm chút, có tính thêm là nhiều, đúng không? Thôi, mấy vụ này tôi lo được, kệ, từ từ tính. Vô kiểu. Gì nữa ông nội? Quán mình là sắp có tiền. Nhưng mà có tiền ba nhớ chi cho con nha. Tiền gì? Con mới kéo khách về cho quán. Có người mới gọi điện cho con nói rằng á, họ cần bao nguyên quán mình để họ kiểu ngồi nói chuyện thân mật gì với nhau á. Ngon, bao nguyên một quán luôn á. Đông không? Đông chứ. Nếu mà bao nguyên quán, bình thường quán mình là cũng phải tầm 20 người đúng không? Con nghĩ chắc cỡ đó đó. Vậy người ta ăn món gì, người ta mấy giờ tới biết không? Con tôi hiểu. Tại mừng quá nghe xong cúm. Để con gọi điện lại. Nhưng mà chốt nha. Thì phải hỏi người ta đi mấy người, mấy giờ tới, ăn món gì để biết mới chuẩn bị chứ. Không có giờ sao chuẩn bị. Để con Dương gọi điện lại. Chào chú hả, mình đã vô quên chào. Dạ tôi nuôi tôi biết. Trước giờ có ai bao quán bao giờ chưa? Không quen chưa. Có nhưng mà fail. Ủa? Nay có hai đứa đi thôi hả? Dạ. Hôm nay ngày kỷ niệm hai đứa con quen nhau, con dẫn bạn gái con qua bán chú cá. Trời, chúc mừng hai đứa nha. Dạ. Hai đứa ngồi đi. Rồi chú lấy menu ra cho. Dạ, nha. Cảm ơn chú cá. Menu cho ba Linh ơi. Ba. Mấy đứa là đi chung với nhau đúng không? Không, tôi bao nguyên quán. À, là hồi nãy anh gọi điện cho em đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái anh này nè ba. Sao có hai đứa này nữa? Thôi, anh cứ qua bên đó ngồi xíu để em giải quyết cho. Nhanh mà, dạ. Trời ơi. Dạ. Rồi hai giờ này sao? Thì nãy con đã nói với ba hôm nay tao đòi ba nguyên quán. Chưa gì ba dắt vô ba phải hỏi kỹ ngay từ đầu mày không chứ. Thì mày phải cản ba chứ, ba tưởng cái này là hai bạn bao quán. Còn mới ra cái chú Hà hỏi khách sộp đồ này nọ cái kiểu kìa biết đâu. Còn bây giờ lỡ cho bên này vô rồi sao? Thì vô là ba mời ra đi chứ giờ ở đây người ta tới kìa chứ sao biết giờ. Sao mời ra được, mình buôn bán mà. Buôn bán gì với chứ bây giờ nhìn đi người ta giang hồ lỡ mà cậu không chịu cái dở quyển quán mình luôn đó. Nó dám hả? Thì nó không dám, chị của nó đứng lên. Dạ má, dạ sao vậy anh? Giờ tính sao? Cái này là khách tại vì chú lỡ nhận vô
Thì thôi có gì mấy đứa thông cảm ha, cho mấy bạn ngồi đây đi. Không có thông cảm chú ơi, giờ tụi con bao nguyên quán rồi, vậy đâu được. Anh ơi, chuyện là nay ngày kỷ niệm của bạn gái em á, không mấy anh cho em cái góc nào đó tụi em ngồi. Cho gì mà cho. Anh làm gì vậy? Cái thằng này. Dạ dạ. Thôi bây giờ như thế này ha, mấy anh ngồi đây để em giải quyết cho. Ủa thì những khách bạn bên nói chuyện kiểu gì á? Khách cái gì? Ba, vô trong đi đi giải quyết cho. Nhận cọc tiền ta rồi. Cọc thì trả lại. Ôi. Rồi. Mày đi vô trong bếp đi. Đúng không? Làm gì vậy? Đá mày bây giờ nha. Anh trai, bên này có gọi điện người ta đặt bàn trước thiệt chứ không phải là người ta tới cái người ta như vậy. Bây giờ anh chị thông cảm giúp em được không? Chứ em cũng có muốn vậy đâu. Đi quán khác em. Dạ anh. Dạ thông cảm giúp em nha. Mấy anh bất động à, tại ba em không biết, với lại nãy người ta cũng vô nhanh quá em không có kịp cản. Giờ mấy anh ăn gì để em lấy menu ra cho mình coi hả? Có nhiều món lấy ra hết. Bữa nay tao bao. Dạ dạ, ok anh. Mời đi anh em. Tao nói có nhiều món làm hết kìa. Hả? Vô làm. Ui. Nhanh đi nha. Dạ dạ dạ, có đi. Cứ lôi lôi kêu kêu ba vậy? Im đi. Khổ quá. Kiếm tiền chỗ nhà này cũng bị nói. Giao nấu đây chừng sao mà làm đây. Rồi, đủ muỗng đâu? Dạ dạ em lấy. Đứng đâu biết ra phụ dọn mày. Ba tiền đi. Đây, ba giữ đi. Tao mới đưa một xíu tiền là mày mờ mắt rồi. Ba có dạy mày ham tiền gì không thông? Vậy mờ mắt. Ủa thì con cũng muốn kiếm về khách về cho quán, cũng có tiền cho ba trang trải chứ tự nhiên giờ ba nói con vậy. Với lại phải nghe từ đầu á, là người ta đã nói người ta bao quán chứ đâu phải là do mình đâu. Con thấy anh Thông ảnh cũng không có ý xấu gì đâu ba, ảnh chắc cũng muốn giúp á ba. Anh thấy sao nè? Thôi, còn trẻ mà, gia dấp gì giờ nó hết. Còn cái chuyện tụi này á, tụi thấy hơi lo nha, sai sai ở đâu á. Sao? Anh không nhận được mấy thằng đó hả? Tôi là tôi gặp tụi nó rồi đó, lãng giảng đâu khu này đó nha. Hình như tụi nó là cái tụi sớm trên. Ừ. Không có nghề ngỏng gì trơn á, tôi thấy nó lông bông không à. Tụi nó kiểu mà người ta cho tiền sai gì làm nấy. Vậy tiền đâu nó bao quán ta? Đó, là người ta sai tụi nó thôi. Thấy không? Cái quan trọng á là người ta sai tụi nó để làm cái gì ta? Người ta có được lợi lộc gì đâu. Sao tự nhiên con nghe chú Hà ngồi nói phân tích xong thấy giống như trong phim quá. Kiểu có một bên á, nó mới mở quán xong nó ám hại cái quán của mình, đúng không? Trong phim thì cũng lấy từ tình huống ngoài đời ra chứ đâu. Trời, ghê vậy. Ủa, vậy có khi nào là thiệt không chú Hà? Thiệt gì mày khùng quá. Chú Hà nói vậy mày còn tưởng thiệt không? Bớt điên đi. Thôi, bình thường đi, trời ba. Đừng có nghe chú Hà nha, chú Hà riết. Con kia. La tôi. La gì ai kêu mày ra dọn quán nè mày. Chửi tôi. Mục đích thì tôi không biết người ta có mục đích gì. Mục tiêu thì tôi thấy có rồi đó. Hy vọng là anh nghĩ nhiều.